Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Gấu To và mình là Gấu đây. Trung thu sắp đến rồi, các bạn làm gì? Ok, quay lại với ngày Trung thu và chào mừng các bạn đã đến với Trung thu. Trung thu. Trước thì Gấu có ở những cái group, những cái forum, Gấu có chơi Dota 2 nè, có chơi Battleground nè, và đang đặt những câu hỏi, mà câu hỏi và những cái than thở đó thì năm nào cũng có, đó chính là Trung thu rồi, làm sao có Gấu để đi chơi? Trung thu rồi, Gấu đâu mà đi chơi? Làm sao có Gấu đi chơi? Tôi nghe dắt tôi đi chơi. Ok, thì chúng ta sẽ quay lại một chút về ý nghĩa của ngày Trung thu. Vậy Trung thu là gì? Thì theo Wikimedia thì theo Gấu á, Trung thu đó chính là Tết đoàn viên, tức là ngày này chúng ta sẽ đoàn viên với gia đình chúng ta. Thì các bạn có thấy không, cái biểu tượng của Trung thu á, đó chính là mặt trăng, hình tròn. Ok, thì chúng ta chính là những mảnh ghép của gia đình, của cái hình tròn đó, và mặt trăng chính là cái gia đình của chúng ta. Và ngày Trung thu là cái ngày mà tất cả những mảnh ghép nó ghép lại với nhau để tạo thành một hình tròn tròn và đầy đặn, đại diện cho một ý nghĩa là sum vầy và đoàn viên trong gia đình. Nó cũng là Tết thiếu nhi nữa, tại vì nó dành cho mấy đứa con nít mà. Vậy Trung thu chúng ta đã làm gì? Với những ngày còn nhỏ thì Trung thu chúng ta hay có một cái trò, đó chính là chúng ta cầm cái lồng đèn của chúng ta đi vòng vòng trong cái xóm chúng ta. Chúng ta thường là cầm lồng đèn đi tới lui. Mình không có lồng đèn. Mình lấy tạm chút. Ôi, đây cái lồng đèn. Không rõ đâu. Tôi xong ăn bánh Trung thu, nói chung là làm những cái trò con nít rất là vui và rất là hồn nhiên. Cũng chả biết nó tại sao nó vui. Tại nó vui đó thằng gấu ngu. Lớn dần thì chúng ta có những cuộc chơi, cuộc vui lớn hơn, đi nhậu, đi spa, đi... Đi ba chứ không phải đi spa đồ ngu. Vậy Trung thu năm nay chúng ta làm gì? Với những người mà đang ở xa gia đình, không điều kiện đi gia đình, thì chúng ta có thể hẹn những người bạn lâu ngày chúng ta chưa gặp. Gấu rất thích là ngồi nói chuyện với bạn về chuyện ngày xưa. Thứ hai, nói về các em nhỏ, ngày Trung thu là một ngày mà các em có thể làm việc nhà, ở nhà với ba mẹ, ít chơi điện tử là ba mẹ sẽ vui, nhất là đi học bài là ba mẹ vui. Thì như tiêu đề thì Gấu đã nói rồi đó, Trung thu Gấu làm gì? Nè, mình giống qua tay được trước nè. Lô bài. Ok, như Gấu nói đó, thì Tết Trung thu là Tết đoàn viên, chúng ta có thể gặp lại những người bạn cũ của chúng ta mà lâu rồi chúng ta chưa gặp. Đó mà tối nay Gấu đang ăn Trung thu rồi. Hôm nay đây là một buổi sinh nhật. Thì có rất nhiều cách để chúng ta tạo niềm vui cho bản thân mình. Không hẳn Trung thu chúng ta phải đi chơi với gấu, mà chúng ta còn có thể đi chơi với gia đình. Chúng ta họp mặt những người thân quen trong gia đình chúng ta lại với nhau, tự tạo niềm vui cho mình ở những cái hoạt động cộng đồng, những hoạt động xã hội. Chúng ta có thể tham gia những cái đó để chúng ta có thể cảm nhận được một mùa Trung thu thật ý nghĩa. Các bạn đừng bỏ qua mùa Trung thu, bởi vì mùa Trung thu là một mùa rất là ngọt ngào, đầy bánh, đầy đèn cầy, sáng rực rỡ luôn. Các bạn có thấy không? Nên là hãy tự tạo niềm vui cho mình. Nếu các bạn không thể làm được những điều Gấu nói, hãy suy nghĩ tích cực lên và vui vẻ lên. Cuộc sống này còn đầy niềm vui mà. Nhớ nha! Và clip này cũng hết rồi. Rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu thấy clip hay, hãy like và subscribe cho Gấu. Và nhất là hãy chia sẻ clip này và chia sẻ kênh YouTube của Gấu để kết nối những tâm hồn vui vẻ lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại những clip sau. Bye bye! Nếu mà các bạn mà muốn gần gũi ba mẹ của mình hơn thì đây là một dịp để các bạn có thể gần gũi ba mẹ của mình. Ba mẹ của các bạn sẽ rất là vui, và các em nhỏ hãy nên nhớ hãy làm bài tập trước khi đi chơi Trung thu để tránh một mùa Trung thu bị ở nhà ba cầm roi mây và không cho đi chơi. Bye bye, bye, bye.